ơi, các bạn ơi, bạn Ken có nguyên con cá luôn à. Cá gì vậy con? Cá gì vậy? Wow, ngoài trời trời mưa quá trời luôn nè các bạn ơi. Mà hồi con đi bắt cá không? Coi với coi. Trời ơi, cá bự dữ hả? Cá gì mà bự dữ hả? Cá chép. Cá chép này con bắt ở đâu hả? Giờ lấy kèn câu câu được không? Câu được hả? Không có ăn hả? Để bà câu thử coi nó ăn không? Tìm miếng nước đó hả? Giờ trời mưa sao lấy nước, mưa lớn quá trời luôn à. Ngập hết rồi. Câu cá nha, đây ta câu được một con cá đây. Ô quá, câu được cá luôn nè. À, câu bạch tuộc hả? Rồi bỏ xuống đi, bỏ xuống đây. À, dính con bạch tuộc rồi. Cá đó màu xanh mà. Giờ thả cá ra bên kia cho nó bơi nha. Chịu không? Thả cá cho đi bơi chịu không? Chịu không? Rồi nó bơi là mất tiêu luôn á, nó bơi xuống đường mương luôn á. Ừ. Cho nên lại nhảy xuống đường mương luôn á. Đâu? Mì nó có cái râu luôn hả? Wow, nó thở đó. Nước ít quá. Ngồi cá nó lên á, chút ra đó mình bắt cá. Là con cá nhỏ lên á hả? Ừ. Đâu? Sao thấy đâu? Cá nhỏ sao thấy được? Đâu? Ngoài mưa á, cá ngoài mưa á.
giờ mình đổi nóng đá, mình thả cá ra ngoài mình bắt nó nha, chịu không? Ra coi thử không? Lấy nấu lá đòi ra coi thử. Ở dưới nước á. Mình sẽ bơi đi. Rồi các bạn có nguyên con cá đây nè. Rồi. Và lại kia kìa bạn, kia thả sao sau cho nó bơi. Rồi bạn kia thả cá bơi nha các bạn. Bắt cá bơi trở về hả? Nó bơi xong chưa? Rồi.